Anh nhớ ký chứ? Anh nhớ ghi kỷ niệm ngày mùng 2 tháng 1 năm 2017 vào đấy. Riêng ở bàn, vâng. Đó. Ký bàn rồi. Đấy là phần nến, vâng. Làm màu thế anh ơi, chỗ đấy là quận gì đấy anh? Quận gì ạ? Hải An. Quận Hải An. Vừa nãy anh vừa bảo đối diện với chợ gì nhỉ? Trong chợ Hải, mấy ông đấy xem anh là biết hết rồi. À ừ thì người ta xuống nhà anh mấy lần rồi. Biết là đồng nào hai ông chợ là biết rồi. Ở trong chợ Đông Hải ạ? Trong chợ luôn. Chợ Đông Hải luôn. Ô thế nhà anh là ở trong chợ à? Trong chợ. Vâng. Dễ tìm ông hả? Vâng vâng. Thế cái chỗ chợ đổ đến chỗ anh có còn xa không? À, chợ đổ đến là phía trung là trong trung tâm. Là trong trung tâm. Thế còn nhà anh là quận Hải An thì là... Là quận phía Vendo. Phía Vendo. Kiểu kiểu... Đường bao quốc lộ 5 cũng đi thẳng xuống. Được. Vâng. Thái ký rồi. Bút ra là tiếp.